anh đưa ra quyết định sát mang về tâm lý luôn. Rồi em mâm cua đồng. Trời ơi, trả hết mồ hôi của kia rồi. Rất tiếc là câu lạc bộ của chúng tôi đã lỡ với chức vô địch năm nay. Không sao, huy chương bạc được rồi. Toàn rồi. Không mệt gì đâu, ok mà đúng không em? Không mệt gì đâu, đúng không? Không mệt, không mệt gì đâu. Mệt nhất này mọi người, em đứng ở thủ môn em mệt nhất luôn á. Trời ơi, đứng lắc lư vậy đấy hả anh? Đấy là thắng rồi, đây là thắng rồi. Đừng có tôm ơi. Cây nhiễu, đội siêu nhân của tôi. Chiến thắng trong màu vàng. Siêu nhân tím, đây là hồng hay tím? Tím á. Siêu nhân tím. Đây đi. Mùa năm nay Thiên Đường ẩm thực đã khác rất là nhiều rồi. Bình thường mọi người có coi Thiên Đường ẩm thực các mùa trước không ạ? Có chứ. Đó, năm nay đã khác rất là nhiều rồi. Trước là năm nay mình ăn bao nhiêu ấy. Dạ. Bây giờ mình mới được ăn. Ăn đơn thì để đây nè, cái đồ ăn. Món miền Tây nhìn rất là. Nhìn cái mâm rau này là biết là miền Tây rồi. À, các anh quay phim cũng là người sáng tạo nội dung và decor cho đồ ăn luôn quý vị khán giả. Anh Huy và anh Quảng trước ngoài. Trước ngoài. Anh đây là cameraman đã theo bao nhiêu mùa Thiên Đường ẩm thực với anh? À, anh theo hình như là 3 mùa rồi. 3 mùa rồi, anh đã có cái kinh nghiệm quay phút rất là nhiều rồi đúng không anh? Đúng rồi. Đó. Anh với ai nữa nhỉ? Anh đã với ai? Thằng thứ 6 này, thằng lưng này. Đây, anh này nữa. Anh này không có gì đâu, anh kia kìa. Bây giờ cứ chỉ qua chỉ lại em cầm cam rất là mệt luôn.